Lên 81 luôn đi. Cũng là có cơ hội được đặt chân lên tầng 79, 80, 81 của Landmark 81 thì mình cũng cảm thấy rất là vui và vinh hạnh rồi đó. Dục dài luôn. Cho em qua mọi người ơi. Lên 26. Lên 81 luôn đi. Rồi. Nhanh. Nhanh lấy dụng cụ ra đi. Cái điện thoại đâu nhỉ? Điện thoại. Quay lại sườn này không? Quay lại sườn này nhưng mà thêm dụng cụ thêm thôi. Lấy dụng cụ của mỗi người thôi. Ừ, em sẽ cầm lên. Ok. Kiểu là sẽ diễn thì diễn theo đấy nha. 1 2 3 Rồi, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nha. 3 2 1 Vô. Nhanh. Anh Tính đủ dùng lửa anh Tính. Rồi, đến điện thoại vô. Còn 1 phút nha mọi người ơi. Từ. Rồi, đếm 3, 2, 1, go. Còn cái kia nữa, nhiều lắm. Nghe thôi. Thấy được hết cái cảnh phía dưới luôn á. Được, đấy, nói chung là có này được rồi. Ok, đó về okay. Tao mình chỉnh thêm cái thôi. Xong, thử thách 10 phút. Xong nè. Chạy giật ngược, giật xuôi. Cả nhóm là rất là vội vã, chạy từ tầng 79 cho lên tới khoảng tầng này là hiện tại là tầng 81 rồi. Thì nên là cũng đang cố gắng gọi là giữ lại một cái chút gọi là năng lượng để mình tạo ra được những cái sản phẩm thật là tốt, thật là đẹp để gửi đến nhà. Mong là sản phẩm của mình sẽ là đẹp nhất. Cuối cùng cũng là có cơ hội được đặt chân lên tầng 79, 80, 81 của Landmark 81 thì mình cũng cảm thấy rất là vui và vinh hạnh rồi đó. 1, 2, 3 1, 2, 3 Yeah! Tập tiếp theo của Fast Track 2022 by TikTok sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2022 trên kênh TikTok chính thức của chương trình, 21 giờ trên hệ thống các kênh digital của Multimedia VSC.